Thưa quý vị, liên quan đến vụ án sát hại bạn gái cũ trên phố Vương Thừa Vũ, bị cáo Hoàng Văn Thành sinh năm 1998 đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tử hình vì sát hại nữ nạn nhân trong cơn ghen tuông. Tại tòa, bị cáo Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Bị cáo cho rằng trong lúc nóng giận bột phát đã dẫn đến hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định, tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận thực hiện các hành vi phạm tội. Vụ án đã từng gây bức xúc trong dư luận xã hội. Xuất phát từ việc cho rằng chị P lừa dối tình cảm, Thành đã ra tay sát hại nạn nhân. Quá trình này, bị cáo còn có hành vi đâm người can ngăn là anh D, khiến anh D tổn hại 4% sức khỏe. Hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Hậu quả tước đi mạng sống của chị P và làm bị thương anh D. Dù bị cáo đã ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, nhưng vẫn cần phải đưa ra bản án nghiêm khắc nhất. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thành án tử hình về tội giết người, 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường các chi phí về mai táng, tổn thất tinh thần tổng cộng 228 triệu đồng.